Rồi ta làm câu có mã số là 4113. Ở đây người ta cho hỗn hợp các glycerid. Mình cho là hỗn hợp A đi. Hydro hóa chúng ta sẽ thu được hỗn hợp X. Rồi, ở đây người ta đốt cháy hoàn toàn X. Chúng ta sẽ thu được CO2 và nước. Ở đây hai thằng này có tổng khối lượng là 65,31. 65,31 gram. Chúng ta hiểu cho thầy như sau, khi mình hydro hóa hoàn toàn hỗn hợp thì X của chúng ta bây giờ sẽ là cái dạng đo CnH2nO6. Công thức của chất béo là gì? CnH2n cộng 2 trừ 2k, đúng không? Cộng 2 trừ 2k mà k đây sẽ bằng 3 vì nó no. Như vậy ở đây nó sẽ là bằng trừ 4 này. Rồi được chưa? Rồi, đó là cái đoạn thứ nhất. Mặt khác là người ta xào phòng hóa X thì cần NaOH. Số mol NaOH ở đây là 0,06 này. Rồi, người ta thu được hỗn hợp gồm hai muối. Do chúng ta thu được hai muối, chúng ta hiểu như thế này, hai muối này là hai góc no này, điều chứng tỏ là có thể suy luận được chất X này là no, được chưa? Bây giờ á, lấy chất X này này, X này chúng ta đi tới dùng với NaOH theo tỷ lệ mol là 1:3 này, để chúng ta thuộc ở đây là gì? C15H31, COONa, C17H35, COONa và glycerol C3H5OH3. Ở đây mình chưa biết là thằng này tỷ lệ bao nhiêu, đúng không? Nhưng số mol NaOH đã có là 0,06 này. Chúng ta hiểu như thế này, ở đây đốt X và đây cũng đốt X mà người ta không nói gì, tức là cái lượng này là như nhau. Như vậy đây 0,06 thì bên này là 0,03, thì đây là 0,03, đúng không em? Rồi, như vậy ở đây mình có này, số mol thằng này là 0,03 rồi. Như vậy ở đây K ở đây là bằng bao nhiêu? K của X ở đây là bằng bằng 3, đúng không em? Như vậy em sẽ đi tính được khối lượng của X. Sau khi tính được khối lượng của X thì chúng ta tính được khối lượng hỗn hợp này, hiểu không em ạ? Rồi bây giờ thầy nói như sau này. Ở đây mình sẽ đo cho thằng này là A-mon đi, thằng này là B-mon, đúng không ạ? Thì thằng này mình cho là X, thằng này cho là Y. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho em cách xử lý này. Tại cái biểu thức trên này thì em dùng hai cái công thức là CTC, công thức cháy với lại tổng khối lượng CO2 và nước. Thì đây mình có là 44A này, 44A. Còn thằng này là nhiêu? 18B bằng 65,31 này. Đó là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai chúng ta là CTC. Ta lấy mol CO2 trừ đi mol nước bằng K trừ 1 mol hợp chất hữu cơ. K là bằng 3, 3 trừ 1 là bằng 2. 2 nhân cho 0,03. Từ đây sẽ tính được A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Khi có A có B rồi đó, được chưa? Thì hiển nhiên em sẽ tính được gì? Tính được cái khối lượng của X. Dùng công thức là 12 nhân mol CO2, được chưa? 12 nhân CO2 tức là 12A. 2 lần mol nước là 2B, cộng cho trong này có 6 oxy. 16 nhân 6 nhân cho 0,03. Xin lỗi, 0,02 chứ nhỉ? Đi lộn, 0,02. 0,02 em nhé, 0,02. Rồi, khi đó chúng ta sẽ tính được khối lượng X, đúng không? Khi chúng ta tính được khối lượng X rồi đó, thì dưới này là khối lượng Y này. Cái đó mình sẽ có như sau. Mình cho sẽ có là khối lượng Y sẽ bằng là khối lượng X này cộng có khối lượng NaOH này, đúng không? Rồi trừ đi khối lượng glycerol này. Đó, thằng này nãy mình tính là bằng 273, còn thằng này là 306, đúng chưa? Rồi, cái đó mình sẽ có biểu thức thứ nhất, đó là gì? 273X cộng cho 306Y, đúng không? Bằng khối lượng X đang đợi. Bên kia bao nhiêu thế vào. Rồi tiếp tục, đó là chúng ta đi bảo toàn natri. Natri thì chúng ta có như sau, với phải đây là X cộng Y, với trái là 0,06. Đó, khi đó chúng ta sẽ tìm được ở đây, đúng không? Khi có đi rồi á thì chúng ta sẽ tính được phần trăm khối lượng. Đây là cho Y1 đi, phần trăm khối lượng của Y1, được chưa? Như vậy thế là hết câu này. Rồi các bạn thắc mắc ở đây là tại sao thằng này có công thức như thế này, đúng không? Ok, thầy nháp cái này nha. Đây, ở của mình công thức của mọi ST một chất béo đó là CnH2n cộng 2 trừ 2KO6. Mà chúng ta biết là cuối cùng là gì? Khi chúng ta xà phòng hóa X thì chúng ta thu được hỗn hợp Y gồm hai muối, mà hai góc này là hai góc no.
điều chứng tỏ ở đây nó phải no. No thì chúng ta K đây phải bằng 3. Tức là nó chỉ cái dưới nhóm chất CO thôi, hiểu không? Bằng 3 thì chúng ta có này, 3 này, 2 này, trừ 2 nhân 3 là trừ 6 này, 2 mà trừ 6 thì còn lại trừ 4 này, được chưa? Nếu không thắc mắc thì chúng ta tiến hành giải thôi. Rồi, đầu tiên em sẽ dùng hai biểu thức này tính ra A và B. Tính đi. 44, 18, 6, 15,31, 1, trừ 1, 0,04. Chúng ta tính được đây là bằng 1,065. A là bằng 1,065. B 1,025. Rồi, bây giờ chúng ta coi thử. Bây giờ này, bây giờ chúng ta sẽ tính được khối lượng thằng này, đúng không? Mình sẽ lấy 12 nhân cho 1,065 cộng 2 nhân cho 1,025 cộng 16 nhân 6 nhân 0,02. Ở đây mình tính được khối lượng thằng này là bằng 16,75 gram. Rồi, khi có khối lượng của x rồi thì chúng ta thế vào đây. Thế vào đây em, 16,75 em cộng cho NaOH là 0,06 x 40. Rồi em trừ đi glycerol là 0, hồi nãy mình tính nhầm nha, em chuyển nhầm, đây là 0,02. 0,02 nhân cho 92, đây là bằng 17,31. Như vậy khi đó chúng ta tìm được xi, cái đi coi như hết bài toán này. Như vậy chúng ta đi giải hệ. Khối lượng y đây là 17,31 này. Rồi chúng ta đi giải hệ, đó là 273 306 17,31 110,06. Ở đây mình tính ra nó bị lẻ. Ủa sao lẻ được ta? À, bảo toàn natri ở đây mình nhầm em ơi. Coi lại nha. Kiểm tra lại coi thử. Số mol ở đây là x y. Mình có x cộng y bằng 0,06. Đúng rồi mà ta. Ở đây mình tính lại cho thầy cái góc C15H31CONA coi thử. C15H31CONA. Ủa 278, nhớ nhầm nè, 278 hay gì không ra. Rồi, khi đó chúng ta tính được x là bằng 0,0375. Rồi, cái này bằng 0,0225. Như vậy chúng ta sẽ lấy 306 nhân cho 0,0225. Chia cho tổng ở đây là 17,31 nhân cho 100, để em tính cho thầy bao nhiêu. 306 nhân cho 0,0225 nhân 100 chia cho 17,31. Ở đây mình tính là bằng 39,77. Ok. Đó. Như vậy chúng ta coi đáp số 39,77 là kết quả cuối cùng nè. Một chỗ đây là xử lý cho nó khớp, được chưa? Tình huống. Như vậy có đúng đây, chắc chắn là có D rồi.